Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị kiểm tra giám sát chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra hiện tượng co khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị y tế liên quan ra soát việc triển khai quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế để bảo đảm rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh, giảm thu tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các đơn vị phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đồng thời có biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng trên tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, xử lý nghiêm minh các đơn vị tập thể cá nhân tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc nếu có vi phạm.